Hôm nay ngày 17 tháng 11, giá lợn hơi tại thị trường miền Bắc tiếp tục giảm thêm từ 1 đến 2.000 đồng một kg ở một vài địa phương. Phổ biến thì vẫn dao động quanh mức là 65 cho đến 67.000 đồng một kg. Hà Nội và Thái Bình cùng giảm xuống mức thấp nhất khu vực là 65.000 đồng một kg. Trong khi đó thì giá lợn hơi tại khu vực miền Trung không có biến động lớn, vẫn dao động trong khoảng từ 66 đến 74.000 đồng một kg. Còn tại thị trường phía Nam, giá lợn hơi biến động trái chiều tại một số địa phương. Tiếp sau Hà Nội và Thái Bình, Thái Nguyên cũng giảm 2.000 đồng một kg so với ngày hôm qua, về ngưỡng 66.000 đồng một kg. Mức giá phổ biến hôm nay tại miền Bắc, hai địa phương có giá lợn hơi cao nhất miền hôm nay là Ninh Bình và Nam Định với 67.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hôm nay 17 tháng 11 tại miền Trung và Tây Nguyên không ghi nhận điều chỉnh mới. Mức giá cao nhất khu vực là 74.000 đồng một kg tại tỉnh Hà Tĩnh. Theo sau là Bình Định, 73.000 đồng một kg. Các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 71 cho đến 72.000 đồng một kg. Tại thị trường miền Nam, giá lợn hôm nay 17 tháng 11 tăng giảm trái chiều tại một số địa phương, dao động từ 71 cho đến 76.000 đồng một kg. Tỉnh Cà Mau tăng 1.000 đồng lên 75.000 đồng một kg. Trong khi đó, Long An và Vĩnh Long giảm 1.000 đồng cùng xuống 74.000 đồng một kg. Xuất phát từ nhu cầu sử dụng chuối hột để chữa bệnh, một số người dân tại tỉnh An Giang đã nghĩ ra cách làm vựa chuối từ vùng khác về đây để bán. Từ một hộ khởi xướng, nay đã hình thành xóm chuối hột nổi tiếng ở xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú. Lúc vào vụ đắt khách, các thương lái bán chuối hột tại đây có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày. Dọc quốc lộ 91 thuộc địa phận xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang là rất nhiều gian hàng bán chuối hột để chữa bệnh. Bà Nhĩ là người đầu tiên bán chuối hột tại đây. Trước đó hơn 7 năm, bà đã từng khỏi bệnh nhờ chuối hột. Từ đó, bà quyết định đưa sản phẩm này về bán tại địa phương. Xóm chuối hột ra đời từ đó. Có nhiều khi ngày 2 triệu có, 3 triệu có. Nhiều khi phơi trắng luôn cũng có. Bình bình thì chịu trả lợi à, chịu trả lợi. Còn mấy cái tháng kia thì nó ế, thì bữa 500, 700 mà. Chuối hột tại đây có hai loại, gồm chuối hột thường do người dân trồng và chuối hột rừng. Chuối hột rừng được các tiểu thương nhập ở miền Đông hoặc lên núi Cấm sưu tầm. Loại chuối này có kích thước nhỏ, phần thịt ít, có vị nhạt, nhưng dược tính lại mạnh hơn so với chuối hột được trồng, nên đây là mặt hàng bán rất chạy. Vậy ta dễ đổ rượu vô ngâm à, khỏi làm gì nữa chứ. Nói vậy đó mình ra nó được nợ tiền chút. Nhiều khi mua khô tươi thì mất công phơi, mình ta phơi sáng mình làm được. Thì mình sẵn mua nó ai là phơi. Thì sáng mua mất rẻ chút đỉnh mình về mình làm ngâm mình uống hay mình. Khi có khách khứa rồi uống chứ, nó dễ dễ chút xíu đỉnh. Hiện chuối tươi có giá bán từ 15 tới 50 ngàn đồng một kg, chuối khô từ 80 ngàn đồng một miếng. Và hột chuối từ 35.000 đồng một kg tùy loại. Vào mùa bán chạy như sau Tết và tháng có lễ hội vía bà, các chủ vựa chuối có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Ông có thể đánh giá rằng là cái mức độ thiệt hại của dịch tả lợn châu Phi diễn ra vào cuối năm 2020 so với năm 2019 thì cái mức độ thiệt hại nó như thế nào ạ? Nó chỉ bằng 1,2% so với cùng kỳ năm 2019, kể cả về phạm vi cũng như là số lượng lợn phải tiêu hủy. Hiện nay thì trên phạm vi cả nước là còn khoảng 350 xã của 31 tỉnh, thành phố là có cái dịch tả lợn châu Phi nhưng chưa qua 21 ngày. Cái số mà xã mới chưa có dịch chỉ có 27 xã. Phần lớn tuyệt đại đa số là xảy ra ở các cái hộ chăn nuôi lợn, quy mô nông hộ. Với cái điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ như thế thì các cái biện pháp về vệ sinh sát trùng hay nói rộng hơn là an toàn sinh học thì rất là khó có thể áp dụng tại các cái hộ chăn nuôi đó. Có rất nhiều những cái cán bộ thú y chia sẻ rằng cái lực lượng họ quá mỏng dẫn tới là cái việc là kiểm soát dịch nó rất là khó khăn, dẫn đến là cái việc rất dễ bùng phát cái dịch tả lợn châu Phi ở tại địa phương. Ông đánh giá như thế nào về điều này? Từ cuối năm 2018 đến nay thì trên phạm vi cả nước là có trên 36 tỉnh thành phố đã thực hiện cái việc sáp nhập các cái trạm chăn nuôi thú y thành các cái trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Khi sáp nhập như vậy thì dẫn đến là rất nhiều khó khăn vướng mắc trong cái công tác thú y nói chung, đặc biệt là trong cái công tác phòng chống dịch bệnh. Khi sáp nhập vào các cái trung tâm đó thì không có đủ người
Thứ hai là rất là nhiều người là không có kiến thức chuyên môn về phòng chống dịch bệnh, cũng không có kinh nghiệm, đặc biệt là thủ trưởng lãnh đạo các cái trung tâm dịch vụ đó, khi người ta không có chuyên môn, không có kinh nghiệm thì cái việc lãnh đạo chỉ đạo cũng như là cái việc quan tâm tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống gặp rất là nhiều khó khăn. Ông có thể đưa ra những cái dự báo về cuối năm 2020 thì cái tình hình dịch bệnh nó sẽ như thế nào? Cái nhu cầu vận chuyển lợn và tiêu thụ các sản phẩm lợn từ nay đến cuối năm và đầu năm 2021 rất là cao. Do đó thì chúng tôi nhận định rằng các tháng cuối năm cũng như đầu năm 2021 là dịch bệnh sẽ tiếp tục xảy ra. Tuy nhiên thì trên cái cơ sở đánh giá thực tiễn cũng như tổng kết cái kinh nghiệm, chúng ta đã có các cái giải pháp về phòng chống dịch bệnh, nhất là cái giải pháp về an toàn sinh học, thì chắc chắn sẽ không xảy ra, và cái điều này đã được chứng minh ở nhiều các cái tỉnh thành phố. Cái thực phẩm vào cuối năm nay thì có sợ rằng là sẽ thiếu cái nguồn cung thịt lợn không ạ? Thì tổng đàn lợn của chúng ta là đã đạt trên 26 triệu con. So với cái thời kỳ trước năm tháng 12 năm 2019 thì trước khi có dịch là tương đương khoảng 85%, còn so với từ đầu năm đến nay khoảng 16%. Với cái tốc độ phát triển nhanh như này và cộng thêm các biện pháp mà chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, không có dịch bệnh, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đủ cái nguồn cung thịt lợn từ nay vào các cái tháng cuối năm và đầu sang năm. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Anh Tạ Văn Huấn là một trong 17 hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, có lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Nguyên nhân là do khu chuồng trại không đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Khu chuồng xây dựng ngay sát khu vực nhà ở, đường làng, nhiều người qua lại. Chuồng của mình chuồng kín nhưng mà xung quanh bên ngoài người ta bị nó lại hút cái không khí cái hơi vào. Người ta đi lại nó vương cái này là nó ăn theo coi như là trực tiếp, nhiều khi là chân tay người ta đi lại ra đường, mình không hay mình lại đi xe đi cộ vào về thì nhiều khi nó cũng khó giữ lắm cái này. Giờ thôi thì cứ chăn lên đầu được đến đầu biết đấy rồi, nhưng nhiều khi nó cũng khó. Trong quá trình triển khai thực hiện thì cái việc mà khử trùng tiêu độc của tất cả các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ thì không đúng theo với quy định của địa phương, không đúng theo chuyên môn và kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh này, nó có ảnh hạn chế. Chính vì vậy mà chăn nuôi quy mô hộ gia đình thì đây là một cái mầm mống mà chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái công tác phòng chống dịch bệnh rất là nhiều, và sau này trên địa bàn của cả nước cũng như là của thị xã Phổ Yên. Xã Đông Cao hiện có 550 hộ chăn nuôi, trong đó có 17 hộ tái nhiễm dịch. Tổng số đàn lợn đem đi tiêu hủy chưa tới 100 con trên tổng số 8.000 con. Tuy nhiên, theo nhận định của Ủy ban Nhân dân xã Đông Cao, thì dịch tả lợn châu Phi đang có tốc độ lây lan nhanh hơn so với đợt dịch đầu tiên xảy ra vào năm 2019. Đối với hai đợt dịch ấy, thì đối với năm 2019 ấy, thì Đông Cao cũng thiệt hại tương đối nặng, cũng nhiều. Thế nhưng mà nó chậm hơn là so với đợt này. Đợt này thì đối với khi đã xảy ra bệnh dịch cái là liên tục là các hộ tự báo là có từ cái hôm ngày 6 đến ngày là có 17 hộ đã phải tiêu hủy. Tôi cho là mà đã dính đến hộ nào gần như là xóa đàn của hộ đó. Chính vì thế là tôi thấy là này lây lan nhanh hơn và mức độ thiệt hại nặng hơn vì giá cũng cao, do vậy là thiệt hại của bà con nặng hơn. Lực lượng cán bộ thú y tại các địa phương đang quá mỏng cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho dịch bệnh ngày càng khó kiểm soát. Từ cái việc mà cái ưu đãi cho cán bộ thú y ở dưới cơ sở cũng như là cái không có cán bộ thú y chuyên trách về lĩnh vực thú y trên địa bàn thì đã ảnh hưởng. Thứ nhất là cái công tác giám sát dịch bệnh trên địa bàn của huyện. Thứ hai là cái việc mà triển khai chỉ đạo thực hiện những cái việc chuyên môn của lĩnh vực thú y có hạn chế, không kịp thời và lực lượng là không đủ. Thứ hai là chất lượng của cán bộ đấy cũng không được cao. Chính vì vậy mà cũng có ảnh hưởng đến công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn của thị xã. Không chỉ lây lan nhanh, virus dịch tả lợn châu Phi có thể tồn tại ở ngoài môi trường hay trên các sản phẩm thịt lợn chế biến với thời gian vài năm. Chính vì thế, những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện chăn nuôi, an toàn sinh học, rất dễ bị nhiễm dịch và gây ra mầm mống lây lan trong thời gian vừa qua.